Sau 3 ngày tranh tài với tinh thần giao lưu học hỏi và đoàn kết, Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ 10 năm 2016 tổ chức tại thành phố Đà Lạt bế mạc vào tối qua 19 tháng 4. Festival Kiến trúc là hoạt động thì của Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với các trường đại học có khoa kiến trúc trong cả nước, tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Theo đánh giá của ban tổ chức Festival Sinh viên Kiến trúc lần thứ 10 năm 2016 được tổ chức tại trường đại học Giặc Sen Đà Lạt đã thành công tốt đẹp. Trong suốt hành trình Festival Kiến trúc diễn ra, các kiến trúc sư trẻ của 22 trường đại học trong cả nước đã được đi tham quan thực tế. Từ chính vẻ đẹp nên thơ của thành phố sương mù đã được lắng đọng và kết tinh và trở thành những cảm xúc để các kiến trúc sư trẻ ấy được thỏa sức sáng tạo trong mỗi phần thi của mình và được ban tổ chức đánh giá cao qua các phần thi. Kết thúc, ban tổ chức đã trao trên 300 giải thưởng ở 9 nội dung gồm nhiếp ảnh, ký họa, cảm xúc của kiến, kiến vận động, văn nghệ, pano, tái chế sắp đặt, quy hoạch, thiết kế công trình. Xếp toàn đoàn giải nhất Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, giải nhì thuộc về Trường Đại học Giặc Sen Đà Lạt và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đạt giải ba.